Lịch thi đấu bóng đá ngày 11 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đón tin cực vui, chuẩn bị đấu siêu sao thế giới, cả Đông Nam Á ghen tị. Ngày hôm qua, đội tuyển Đức đã công bố danh sách triệu tập chính thức cho World Cup 2022. Nhiều gương mặt khác nhau của Dortmund, Marco Reus, Emre Can và Mats Hummels không có tên trong danh sách của đội tuyển Đức tham dự World Cup 2022. Như vậy, về lý thuyết thì họ sẽ cùng với Dortmund tham dự trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 30 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Do vậy, khả năng Reus thi đấu là bỏ ngỏ vì anh đang bị chấn thương. Câu lạc bộ Borussia Dortmund là một đội bóng hàng đầu của Đức với 2 lần vô địch châu Âu, 1 lần giành siêu cúp châu Âu với tổng giá trị đội hình lên tới 483,15 triệu euro. Hứa hẹn sẽ là cuốn sách chất lượng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo kiểm nghiệm đội hình hướng tới mục tiêu tại AFF Cup 2022. Liên quan tới thông tin đội hình của đội bóng nước Đức sang Việt Nam, bà Julia Fra, trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và phát triển kinh doanh quốc tế của câu lạc bộ Dortmund chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức được tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, tôi chưa thể nói trước về những cái tên sẽ góp mặt trong trận đấu bởi lúc này các đội tuyển quốc gia vẫn chưa công bố danh sách triệu tập. Chuyến du đấu tới Hà Nội lần này của câu lạc bộ Dortmund là một sự kiện nối tiếp những hành động, hoạt động đã và đang được triển khai. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund qua đó khẳng định được mối quan hệ gắn bó cũng như là nâng cao về tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa đội bóng Đức và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng như là sự cống hiến cho phát triển của bóng đá Việt Nam." Trước đó, từ chiều ngày 7 tháng 11, trưởng ban tổ chức bắt đầu mở bán vé trực tiếp tại sân Thiên Trường, song song với việc bán vé trực tuyến qua ứng dụng VNID. 3 địa điểm còn lại bao gồm sân Hàng Đẫy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sân Phú Thọ sẽ đồng loạt mở bán từ 9 giờ sáng ngày 10 tháng 11. Với việc mở nhiều địa điểm bán vé trực tiếp thay vì là chỉ vận hành hệ thống bán vé trực tuyến, ban tổ chức hướng tới những việc giúp cho khán giả chưa có điều kiện đặt vé trực tuyến có thể sở hữu tấm vé theo dõi trận đấu đỉnh cao này. Và đây cũng có thể xem là một trường hợp đặc biệt nhất trong lịch sử khi mà có vé xem trận Việt Nam đấu với Dortmund được bán rộng rãi như vậy ở trên nhiều phương tiện. Với 3 mệnh giá để khán giả có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình, bao gồm 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,6 triệu đồng. Song với việc mở các quầy bán vé truyền thống với số lượng hạn chế, ban tổ chức vẫn tiếp tục mở bán online qua ứng dụng và đợt mở bán chính thức kéo dài từ ngày 7 cho tới ngày 18 tháng 11. Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu chinh phục chức vô địch AFF Cup 2022, theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 11 sau khi mà V-League 2022 khép lại vào ngày 19 tháng 11. Thời gian vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những buổi làm việc nhằm lên kế hoạch chuyên môn và tập huấn nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Ban đầu thì đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Dubai. Tuy nhiên, sau mùa giải 2022 khép lại cận kề nên kế hoạch này của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải hủy bỏ. Thay vào đó, nhà cầm quân Hàn Quốc đã đề xuất có chuyến tập huấn tại Vũng Tàu trong thời gian tới. Đội tuyển quốc gia sẽ tập trung tại Vũng Tàu chuẩn bị cho kỳ AFF Cup 2022. Đây là đề nghị của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước đó, dự định của chúng ta là tổ chức tập huấn tại Dubai, nhưng thời gian V-League kết thúc rất gần nên là việc đề nghị tập huấn trong nước, quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ. Cùng theo tiết lộ của ông Trần Quốc Tuấn, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu tổng duyệt nữa với Philippines bên cạnh trận giao hữu gặp Dortmund vào ngày 30 tháng 11. Theo lịch, ngày 30 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu và giúp kiểm tra đội hình trước khi tham dự AFF Cup. Bên cạnh đó, nếu không có gì thay đổi phút cuối, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ đá giao hữu với đội tuyển Philippines vào ngày 14 tháng 12. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang liên hệ với Liên đoàn Philippines để sớm chốt địa điểm thi đấu. Trước khi có thông tin chính thức, quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, dự kiến huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập đội hình khoảng 32-35 cầu thủ. Ngoài những gương mặt quen thuộc, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục trao cơ hội cho những gương mặt trẻ đã có màn thể hiện khá tốt trong các trận giao hữu tháng 9 vừa qua, ví dụ như là Tuấn Tài, Mạnh Dũng, Văn Khang. Ngoài ra, tiền đạo cựu Văn Quyết, người đã và đang chơi rất hay trong giải quốc tế Tam Hùng và đang có phong độ cực kỳ cao ở V-League gần đây, chắc chắn sẽ tiếp tục nằm trong kế hoạch của ông thầy người Hàn Quốc. Bên cạnh đó, một số gương mặt mới đang thể hiện tốt ở V-League cũng đang được cân nhắc cho cơ hội. Kể từ thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo không gia hạn hợp đồng, danh sách những ứng cử viên thay thế ngày một dày lên. Truyền thông trong nước nhắc tới những cái tên đang làm việc với bóng đá nội như là huấn luyện viên Kia Tí Sắc, Nguyễn Đức Thắng, trợ lý của thầy Park là Lee Jong Jin, huấn luyện viên đội U23 là ông Goh Kyun, thậm chí là cả huấn luyện viên Shin Tae-jung thì cũng đang dẫn dắt đội tuyển Indo, được xem như là một khả năng kế nhiệm. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn là sự xuất hiện của một vị huấn luyện viên đến từ châu Âu, đó chính là vị huấn luyện viên Philippe Troisi, người đã từng rất quen với bóng đá Việt Nam. Sự xuất hiện của nhiều cái tên khác cũng thật sự đã mang tới sự chú ý lớn.
Trong số họ, những người đã thật sự nổi tiếng và có những nhân tố chưa quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Nhưng điểm chung của họ là đến từ châu Âu, nơi có trình độ bóng đá phát triển cao. Có những người đã làm việc trong môi trường bóng đá châu Á để có sự hiểu biết nhất định. Ở đây không phải là câu chuyện phần nhiều trong số các huấn luyện viên này đang thất nghiệp, mà vấn đề là sự quan tâm của họ dành cho bóng đá Việt Nam. Ai cũng hiểu thành công của đội tuyển dưới thời của ông Park. Và các đội trẻ trong những năm qua đã có một nền tảng, một sức hút rất lớn. Rõ ràng ứng cử viên này đã thấy được tiềm năng phát triển của bóng đá Việt Nam và họ đã không ngần ngại, không ngại xa để nộp hồ sơ. Nếu họ kiếm việc vì tiền thì đội tuyển Việt Nam cũng như là đất nước Việt Nam không phải là một điểm đến đáng mơ ước. Nhân tố đang chơi bóng ở nước ngoài với dàn cầu thủ đang chơi tốt trước những đối thủ mạnh tại châu Á, các huấn luyện viên này hẳn sẽ thấy rằng có thể giúp họ phát triển tốt hơn nữa bằng tư duy và phương pháp huấn luyện từ nền bóng đá đẳng cấp cao. Sự có mặt của họ hứa hẹn sẽ giúp cho các cầu thủ nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung sẽ tiến bộ hơn. Nhưng bên cạnh đó cũng có những câu hỏi, đó là lỡ ký hợp đồng với huấn luyện viên đẳng cấp quá cao, các cầu thủ Việt Nam có đáp ứng được yêu cầu hay không? Vì đó là điều thực tế, bởi tất cả đều biết là trình độ bóng đá Việt Nam và châu Âu thật sự là một sự khác biệt. Mang phương pháp của châu Âu đến bóng đá Việt Nam có khi thì không phát huy hiệu quả. Đó là lý do vì sao tiêu chí hiểu bóng đá Việt Nam được đưa vào trong kế hoạch tìm người của VFF. Đương nhiên, các huấn luyện viên châu Âu đều chưa thể đáp ứng được điều kiện đó. Chẳng phải như là vì huấn luyện viên Henrique Castillo, người đã từng thành công với đội tuyển Việt Nam. VFF sẽ phải làm việc và nghiên cứu các ứng cử viên, trong đó tập trung vào các yếu tố phong cách cũng như là khả năng thích nghi. Tất nhiên là sẽ cần đòi hỏi nhiều hơn là sự chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, nhưng khi chưa thể thay đổi trong ngày 1, ngày 2 thì sự linh hoạt của huấn luyện viên là điều quan trọng. Thầy Park đã làm được điều đó. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều quan điểm cho rằng VFF nên hướng tới một vị huấn luyện viên trẻ với tư duy bóng đá mới phù hợp hơn. Tài chính là một vấn đề quan trọng khác, nhưng với sự nỗ lực từ các nhà tài trợ cũng như là giá trị bản quyền truyền hình đã có tín hiệu tích cực, đầu tư thuê huấn luyện viên đẳng cấp cũng là điều nên làm, hướng tới một sự đột phá khi mà mục tiêu đề ra là đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự World Cup 2026.